À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totanwa Tuyên Quang, và ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi là mình đã thực hiện một cái cuộc chiến đánh. Nói chung là về mặt lãnh thổ ấy thì mình sẽ kiểm soát đến đây thôi. Mình cũng không muốn phát triển thêm đâu. Đến đây là ổn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nâng cấp phát triển về lãnh thổ đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ lương thực của mình đang khan hiếm rất lớn. Tập trước thì mình đã kết thúc bằng cái việc thủ ở đây một trận khá là cũng thể nói là cũng khá là vất vả với cái thằng cái gì đây nhỉ, chả biết nó gọi là quân gì. Tóm lại là mình đã thủ thành công rồi. Bây giờ thì vấn đề nó là easy, vùng này nói chung ổn, mình không có vấn đề gì phải lo lắm. Bây giờ thì thằng Samanatia này nó còn tỉnh ở đâu đúng không nhỉ? Có khi mình bắt nó luôn thành chư hầu được nhỉ? Đây vẫn chưa hiện là thủ đô của nó. Như vậy nó vẫn còn một tỉnh nào đó nữa ở đâu đó. Vây nó lại đã. Nó vẫn còn cái tỉnh ở đâu nữa nhỉ? Thực sự là chưa biết đấy. Với đối phương lớn nhất của mình ở đây. Ai giờ căng nhỉ? Bây giờ chưa biết phải làm gì. Chưa biết phải làm gì. Quân đội của mình thì vấn đề lớn nhất của mình bây giờ là phải lo lương thực đấy. Mình đang hết lương thực nghiêm trọng thế nhỉ? Công nghệ đang nghiên cứu hết lương thực nghiêm trọng thế này nguy hiểm rồi. Tiền cũng hết. Nền kinh tế của mình đang ở một mức độ khá là nguy hiểm. Cái bản này thì nó không có cái đoạn đi cướp bóc để kiếm được nhiều tiền như Napoleon đâu. Tuy nhiên là kinh tế nó làm cũng khá dễ. Cộng 5. Ai Cập. Greek. Đúng là mạnh như này, mạnh về nó cộng 10% đam cho tầm xa thì phải cho nó chỉ huy bộ binh. Xem tình hình trung thành trung theo của mấy ông này như nào đấy. 20, 10, 18. Có lẽ là mình sẽ dùng cái giải pháp này cho nó nhàn nhất. Tiền mình không nhiều. Mua chuộc sự trung thành của phe phái. Mình đang cần phải gia tăng cái ảnh hưởng của gia tộc của mình lên. Gia tộc của mình nó hơi thấp. Ready for battle. Chết mất một em. Phải cho ngay con này vào, nếu không là chúng ta gặp vấn đề về trung thành của phe bây giờ đấy. Căng quá nhỉ. 8 điểm này. Cái gì đây? Pacha. Pacha lại đang thấp à? Cho nó lấy vợ vậy. Trung thành của nó lên một xíu. Bắt đầu còn. Bây giờ mình chưa có đủ tiềm lực để phát triển này. Những thứ khác bây giờ chủ yếu vẫn phải tăng vào kinh tế.
Công lưng được ruộng lên thì không làm được gì cả. Trông mong vào ruộng thôi. Seleucid là phe của mình. Commander, on the move. Kinh nhỉ, cái gác ở trên này là kín luôn à. Thằng này nó còn những quân ở đâu nhỉ? Ở đây. À, không phải thằng này cơ mà. Nó còn quân ở cái đảo này. Chiếm đóng cái đảo này. Mình không chắc lắm, mình không thích cái cuộc chiến tranh này lắm. Ô. Kinh nhờ. Mấy thanh niên này đánh tràn sang đánh thằng này ghê thế. Xem lực lượng của mình này. Ở đây đang cắm hai quân đoàn. Một quân đoàn nắm đây thôi. Quân đoàn này mình nghĩ có khi phải cho lên phương Bắc để chuẩn bị. Mình thấy có vẻ phương Bắc này không ổn một tí nào luôn à. Your next command. Và vấn đề lớn nhất là đang hết lương thực. Vấn đề lớn nhất là đang hết lương thực. Chắc mình đợt này mình sẽ phải qua lượt nhiều nhiều và mình chả làm gì cả. Xem tình hình thế giới nó phân chia đến đâu nữa. Gì? À, nó buộc phải đánh mình nếu không thì ạ. Thằng này nó bị điên này. Thằng này nó bị điên này. Úi dồi ôi. Tuyệt vời, tuyết rơi mùa hè. Trời ơi, pháo binh của mình sẽ được bảo vệ bởi cái này.
dám công mình à? Nào công đi. Thằng này liều thật. Mày ỉ mày có mấy con xạ kỵ cùi mà mày dám. À, tiếp viện à? Tiếp viện thì toàn quân cùi thôi. Bắn chết mấy con ngựa này của nó chứ. Ô, nó nhằm vào hướng voi của mình quá. Trantin Cavalry. Quickly now. We await your command. Yes, Commander. Trantin Cavalry. Mày chết nè. Hennenic Catapac. Hennenic Catapac. Mày ấn đấu với Hennenic Catapac á. Mày chả sợ. Mấy con ngựa này của nó cứ cho xe bắn đá. Lụa. Anh. Này ăn làm sao được khát thật pháp. Đấu với Hennenic Catapac. Đồ điên. Tarantin Cavalry. Tarantin Cavalry. Ném lao chết bầm nó đi. Mấy con xạ kỵ của nó kệ. Không phải tuổi, không đủ tuổi đâu. Hit and run chưa? Mày biết hit and run của Catapac kì? Tarantin Cavalry. Úi xù. Được, mày chết. Mày chết. Ơ kìa. Mấy con ngựa đấy. Bị điên à? Pháo được nghỉ được rồi. Đừng vừa biết. Ok kìa. Tarantin Cavalry. Tưởng thế nào, núp hot archer. Tao chả sợ mày đâu, tao có cái Tarantin Cavalry rồi. The enemy general is dead. Tarantin Cavalry. Sốc kỵ của mình. Ôi ôi, nát luôn. Rửa cái sốc kỵ ở phương đông. Ôi trời ơi. Xong rồi à? Đơn giản thế thôi à? Cho mấy con xạ kỵ lên để dọa anh á. Tất nhiên là phải có Tarantin Cavalry để nó yểm trợ cho các đội cận chiến. Chúng ta chưa có các đội bị xạ kỵ, chúng ta phải dùng bọn đó. Và thứ sao xạ kỵ thì nó lại hơi yếu trong cái khoảng phòng thủ.
Cái gì ấy? Định ám sát mình à? Lại một tướng của Patia chết. Tỉnh này thiếu lương thực. We hunger for battle. By wits and words. An army without faith is no army at all. Càng nhé. 8 này. Phe này à? Mình hao nghiên cứu xong công nghệ này rồi là mình có lương thực rồi. Lên ruộng đã. Nghèo khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo quá hả? Thằng này bị tấn công dữ thế. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Welcome friend, welcome, come sit. I accept when two ride on the same. Căng nhỉ. We are not known as patient people. Dáng vừa vậy. À, thanh niên này định đánh chiếm đây à? Anh chiếm được rồi, rút ngay. Như vậy thì dọc theo con sông này chỉ còn có mỗi cái lối này để nó có thể tấn công mình à? Đúng rồi. Gạc 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 gạc. Căng nhỉ. Bây giờ mà mình không biết tiến kiểu gì, đánh nhau kiểu gì tiếp theo đây. Xem hai phe này phe nào chiến thắng đây. Giờ mình sẽ ổn định phát triển về kinh tế đã. Chính xác hơn là phát triển về lương thực. Sao thằng Rome nó chưa tuyên chiến mình nhỉ? Rome mà tuyên chiến mình cho thằng này nó đi yểm trợ bọn đệ được ấy. Cavalry, cavalry. Giảm phí tuyển mộ bộ binh. À, thằng này nó bỏ nó chiến tranh với thằng này luôn à? Mình hiện tại bây giờ có hai thằng đệ thôi. Quánh thằng này. Ôi, quân La Mã nó kéo đến đây. Hết lương thực rồi. Vãi luôn. Không sao, chúng ta sẽ khôi phục từ từ. Vấn đề là bây giờ mình không đi đánh nhau như này là tinh thần của mấy thằng này nó đã sụt nhanh lắm. Thằng này rõ cao thì lại rõ thấp thì lại không làm cách nào tăng lên được. Đành phải cho nó lấy vợ vậy. Ôi ôi, ổn. Your command.
Cho thanh niên này lên đây ạ. Gathering supplies. Hết vật lực thực. Hết vật lực thực. My ancestors have some fun on you. Từ từ đi cô. Có lẽ mình sẽ phải lựa chọn một là liên minh với các cái phe phái thuộc Hy Lạp, một hai là liên minh với các phe phái dợ. Dợ thì chắc chắn là mình không thích rồi. Dợ thì chắc chắn là mình không thích rồi. Được cái kinh tế của mình đang tăng trưởng rất mạnh. Hai thằng tướng phe Greek chết. Greek 14. Greek 14. Ready for battle. March. Make haste, men. Không, thành này không bị vây. Mười một lương thực à? Tốt. Các chú cứ bình tĩnh, bây giờ là lúc để anh phát triển lương thực đã nha. Khi đủ mạnh, khi có đủ lương thực và tiềm lực thì anh sẽ cho mình biết tay. Đóng quân này đã. Make haste, men. Ready for further. Đóng quân đây đã. Năm ngàn một lượt. Nền kinh tế của mình đang tăng trưởng một tốc độ cực nhanh. We can agree here, if the spirits wish it. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Được. Tạm thời thế. I set aside my sword to speak to you, warrior to warrior. This is the way of the world for men. Thằng này nó xin làm đệ tử của mình. Nó xin được trở thành một thành viên của chúng ta. Được. Cũng được. Tiếp tục một tướng phe Greek nữa chết. Căng nhỉ. Commander, march. I look forward to your wisdom. Xin làm đệ của mình. You speak as well as a bard, but thằng này. Welcome. Speak. Come on. Do not waste time. Thằng này bắt hết đám này làm đệ luôn. À, nó cầu xin một sự giúp đỡ của mình. Được. Anh sẽ bảo vệ mày. Waiting for orders. We hunger for battle. Mình sẽ cố gắng bảo vệ cái bờ biển bên này trước đấy. Được. Đầu tiên là mình sẽ tuyên chiến với thằng này.
Quyên chiến với thằng này để cho thằng đệ nó chiến thôi, cho mình không đánh. Be welcome, emissary. If you come in peace. War, my friend, is like wine. Hai thằng này đâu rồi? Taken in excess, it leads to madness and death. I wish chắc mình tuyên chiến với thằng này thì Welcome, worthy. Thằng này nó sẽ thân mình hơn một xíu đây. Welcome. I throw open. Thằng này mình đang lo mấy thằng này dợ này. Dám trở mặt á? Dám không? Giúp mấy thằng đệ nó chiếm kiểm soát mấy cái vùng đất này đã. Rồi, ok. Quất nó chết gần hết rồi. À, nó bị thiếu lương thực và chết gần hết rồi. Ông đệ của mình ngọt quá, chiếm ngay được cái tỉnh này. Quá ngọt. Sự kiện chính trị này đúng là mình cũng không thuộc lắm. Chúng ta có thể nâng số lượng quân đoàn và hạm đội lên 14 rồi. Thêm được một chính trị gia nữa. Ok, ở đâu chúng ta thằng quân nổi dậy này. Advance. Việc có vẻ ổn nhỉ. Đây là một thằng người Đức mà. Nó xin sự bảo trợ của mình. My friend, be welcome. The spirits of this place smile upon you. Cần mấy cái đồng của nó làm gì? All praise to the gods. They have led. Thằng này thân với thằng Pontus. Tụi mình bắt cả thằng này làm lệ luôn. Rút. What? Không thiếu lương thực. 3.600. Ôi tiền của mình sao tụt ác thế nhỉ. Mua thêm mấy thằng chính trị gia nữa. Đây có thằng có thể thêm một cái hỗ trợ cho một cái vùng nào đó. Xem có phe nào nhỉ? Hai tỉnh này. Với Ai Cập là lắm thế. Vãi rồi, thằng này bị trừ một này. Không áp thì nó lại nổi loạn bây giờ. Đâu. Chỉ một public order.
At your command. We hunger for battle. Ready for battle. Tuyệt. Trong hai thằng đệ của mình thì có một thằng thuộc thân phe Pachia, nó là phía đông, còn cái thằng phía bên tây kia thì nó lại thuộc phe của phe của -10 trung thành. Chết mẹ, chọn nhầm cái rồi. Chứ có phe này đâu, trung thành của các phe nó thấp thế nhỉ. Đau đầu ghê. March. Gathering supplies. Commander, march. Cái sát tướng này nó đang đánh trận, nó đang thắng trận nên là nó còn tăng được lên. Ôi hết tiền rồi. Đệ của mình ơi, không biết là đánh nhau kiểu gì đây. Có nhà. Mấy anh người Đức. Mấy anh Nikolai nhai dép xốp. Mình không muốn chiếm thêm mấy cái vùng đất này làm gì. Chỉ tổ tham nhũng. Trung thành đang tăng trưởng. How can I serve the people? Surely bravery alone is enough for our warriors. Ready for orders. At once. Your next command. At your command. Advance. At ease, men. À đúng rồi, cho thằng này nó chiếm lại cái tỉnh này. Cho mình dễ làm việc. Quân không hồi được đất của đại chi hầu thiếu nó thật. Ai ai. Sáu ngàn tư một lượt. Thằng này sắp đánh nhau à? Lương thực. Đồng thời phải phát triển cả kinh tế nữa để mình ổn định kinh tế, bắt đầu mình tiến đi xa hơn. À. Mua một thằng spy à? Ok. My skill moving unseen. Ô khỉ à, cái thằng này nó chiếm mất tỉnh này à? Commander. Ready for battle. Ready for orders.
I am here to listen if you speak on. Ralatatia. Ông đệ của mình còn đứng một cái tỉnh này. Mình đang muốn thằng kia nó chiếm nốt cái tỉnh này, cái thành tỉnh chỗ này để giúp thằng đệ nó kiểm soát cái vùng này. Như vậy thì hay hơn nhỉ. Lương thực của mình đang tăng trưởng dần rồi nên cũng không cứ sợ lắm. Tăng tốc độ nghiên cứu và mảng dân sự. Mình đang nghiên cứu ở mảng dân sự. Chính trị gia. Xem trung thành. Mày qua trung thành chúng nó đang lúc mình hết tiền, chúng trung thành chúng nó cao. Trung thành chúng nó mà thấp thì mình lại vỡ mặt luôn. On the move. Destination reached. Chiếm tỉnh này lại cho anh. At your command. Make haste, men. At your command. March. Chắc chắn thì cái thằng này nó sẽ gây chuyện với thằng này. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình chờ xem là chúng nó gây chuyện phát thì mình sẽ yểm trợ cho thằng này. Tiếp tục lương cấp lương thực ạ. Ây à. Lên lương thực. Tình hình rất là mình muốn bắt thằng này làm đệ này. Cái thằng Armenia này nó có cái đội mình tuyển được khá nhiều lính của nó luôn. Nó có xạ kỵ, nó có cung thủ và cả lính spy khá là thú vị. Kinh tế của chúng ta lên. Bây giờ mình sẽ tăng vào chính trị để nó tăng public order lên max. Đây à. Ơ, quân thằng này đi đâu hết à? Có đội xạ kỵ, như đây chưa phải đội xạ kỵ mạnh. Mình muốn đội xạ kỵ mạnh hơn nữa cơ. Chưa biết nó sẽ phát triển như nào. Còn tạm thời này nó ổn đó. Hai cái nhà lính. Phát triển hai cái nhà lính đây. You have my attention. I accept and gladly. Có thêm một đội. I will listen. I cannot say. Có thêm một đối tác làm ăn thật là tuyệt vời. You have my attention. Chiến tranh với thằng này chỉ là vấn đề thời gian. Hai thằng này nữa. Chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian à?
thằng này nó đứng về phe của mình rồi. Chỗ này à, chiếm thành này đi cu. Một thằng đệ dẻo kìa, thằng đệ trên kia dẻo kìa, đâu sao? Tiền của mình đang lên hơi bị nhanh đấy, 9.000 rồi. Vegaric trung thành ở vùng Media đang có xu hướng giảm. Sao cái phe của thằng Ai Cập nó ảnh hưởng rộng thế này? Hầu hết lãnh thổ đều ảnh hưởng của nó. Commander, advance. Make haste, men. At once. Ready for battle. Get the stakes up. We hunger. You there? Get to work. Muốn cho nó chiếm đất của mình mà nó không chịu chiếm nhỉ? Giờ lương thực rồi. Bắt đầu phát triển hải quân rồi. It is an honor to serve. Kinh tế của mình cũng mạnh rồi, mình sẽ bắt đầu phát triển hải quân để có thể đưa quân đi. Có những cái vùng rất xa mà bây giờ mình rất là khó khăn để phát triển. Như đấy. Greetings, my friend. You have my ear. Phải thế nào mày mới chịu thành chư hầu của anh? Đến khi còn mỗi vùng Armenia. We hunger for battle. None will escape. Vớ vẩn, thằng này nó đánh trước nhỉ. Thế em căng. Làm một chiếm đất cho thằng đệ. 12.000 một lượt. Ủa, kinh tế của mình tăng mạnh lắm. Có lẽ để vài lượt nữa. Lượt này mà mua là có thể phí tốn kém nhỉ. Assembling the fleet. Bốn lượt. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu phát triển kinh tế. Lương thực cũng nhiều rồi, bắt đầu tăng vào những cái này cũng được.
Bastia. Quân đoàn này có khi mình bỏ đi được rồi. Thành lập quân đoàn sau. Lại thêm một nút nữa chết à? Quái quỷ. Ai rồi. Thêm một thằng chính trị gia nữa ở đây. How can I serve you? On the move. Ready for battle. We take this settlement. Trên này. Greetings. Now speak plainly, for we are an honest folk and value. I can sense that my guards smile on us and our agreement. 12,000. Phát triển nhanh nhanh xíu. Lại có tướng chết à? Thanh niên này đừng chết sớm quá nhé. Này, quân. Một, hai, ba, bốn. Ai da. Kinh tế tăng trưởng mà. Thằng La Mã chưa thấy nó tuyên chiến mình nhỉ? Chờ mãi chưa thấy nó đánh mình. À, nó bắt được thằng này làm chư hầu à? Be welcome and may Hermes. There will be no trade. Chết rồi nhỉ, mình nói nhau với La Mã là mình sẽ bị một cuộc chiến. Kệ nó thôi. Giờ mình đã phát triển kinh tế ổn định một xíu á. Toàn thằng Galatia này.
Có lẽ là mình sẽ phải đề nghị. Ôi ôi, hết tướng rồi đấy. Bây giờ sẽ là toàn tướng của phe mình luôn à. Âm 16 luôn. Vãi trưởng. Còn một thằng tướng duy nhất à? Phe này sắp bị tuyệt chủng à? Thảo nào. Trừ 4. Thảo nào nó trung thành nó thấp thế. Greek mà tuyệt chủng thì cũng hay ấy nhỉ. Mình chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà nếu mà nó chết đốt thằng tướng này nữa là nó tuyệt chủng à. Greek nó còn mỗi cái vùng này. Commander, make haste, men. At once. We on the move. Ready on the move. At your command. Đang muốn phát triển hải quân nên là những cái thứ này mình cũng không thiết tha lắm. Tiếp một quân đoàn nữa. Thanh lý tiếp một quân đoàn nữa. Kinh tế đang lên rồi. Ôi. Một quân nữa. Rồi, hạm đội đầu tiên rồi. Có hạm đội đầu tiên rồi. Xem thằng Rick này. Âm 4. Sao nó không lấy vợ được nhỉ? Thằng đấy mà tuyệt chủng nữa, mất phe Greek à? Thú vị. This is what I offer for my people as blessed by the gods. Cuối cùng điều mà mình mong muốn nhất là đến. Mình đã không cần phải dùng đến giải pháp quân sự để có thể buộc thằng Pontus để nó đứng về phe của mình. Rồi ok. Anh sẽ bảo vệ cho mày. Như vậy là mình đã chọn phe Hy Lạp thay vì chọn phe Dợ.
chọn cái dợ thì chúng ta chết dở hơi chết rồi. Dợ này. Ôi. Quá hay luôn. Greetings, my friend. You have my... Your proposal has merit for my... Chúng ta có một cái liên minh khá là tuyệt vời. Thằng này. I will listen carefully to your work. Nó ghét La Mã lắm ấy, nhưng mà nó không làm gì được. Tuyệt vời rồi. Bon Tut đã về đội của anh à? Triển khai quân sang đây. Triển khai quân lên đây. Ready for battle. On the move. You have further orders. Ready for march. Làm Pon Tut. Ô. Pon Tut hết quân rồi. Còn đối với cái tỉnh Armenia này. At your command. Bây giờ thằng này thất bọn dợ. Ready for orders. À, quân mình đâu à? Một lượt nữa mình mới có đội hải quân tiếp mạnh. Mười hai ngàn à, lương thực nhiều rồi. 12.000. Thực sự là mình quá ngoài mong đợi của mình luôn. Mình rất mong cái thằng Pon Tut để nó sẽ trở thành chư hầu của mình. Mình đã tính đến giải pháp quân sự rồi, nhưng mà mình không nghĩ là nó lại xin được làm chư hầu của mình. Kế hoạch tiếp theo bây giờ mình thực sự là mình hơi căng đấy. Mình muốn dẹp cái thằng này. Swift and silent as a shadow. At your command. Forgive me. But I cannot. Your next command. Quân đoàn toàn voi vô biết của mình như này đánh vào đây. Đô đốc hải quân. Bây giờ là lúc là phải phát triển bọn Greek đi. Không cho mấy thằng Greek đây là chúng nó làm tuyệt chủng đến nơi ấy. Thêm một tướng hay được thêm 1.000. Tướng thì hay hơn chứ. Thằng này thêm một tướng. Nhanh không kiểu là nó sắp tuyệt chủng rồi. Cộng 3 trung thành. You have further orders. Tốt rồi, kinh tế của mình thấy ổn rồi. Nhưng mà tăng ấy nhiều quá nhỉ. Một quân đã. À được, vẫn mua được. Hạm đội này. Úi dồi. Sẽ phải cho cái hạm đội lên trên này đã để xử lý cái khu vực chiến trường ở phía bắc này.
vùng biển, cái vùng biển gọi là vùng biển biển đen. Gravitas cộng một trung thành. Cộng 3, cộng 11. Xem nào. Cộng 6. Điểm ảnh hưởng của mình nó thấp quá. Có lẽ dùng cách này cho nó nhàn, tốn tí sẻng, nhưng mà ủa kinh tế của mình lên nhanh nhỉ, 18.000 một lượt mà mình vẫn đang mua quân ầm ầm thế này, mình vẫn đang mua hải quân ầm ầm này. Vẫn đang phát triển hải quân ầm ầm mà kinh tế của mình vẫn đang trưởng được là tốt rồi. Tốt rồi. Thanh niên này quá tốt luôn, chiếm được tỉnh này rồi. Your orders, returning to shore. Beat the drums. Lên bờ cho anh. At your command. Advance. Is that all? Chiến tranh với mấy thằng dợ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình sẽ bao giờ mình sẽ quyết định đánh nhau với thằng này đấy. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tranh với mấy anh dợ chỉ là vấn đề thời gian. Thằng này là chiến tranh trong vô vọng à? Một thằng đã hy sinh. It is an honor to serve, returning to land. Commander? Ready for orders. To battle! Mấy quân đoàn củi củi này. Đáng tính là khi mình không cần phát triển mạnh, thay vào đó là các quân đoàn mạnh hơn nhỉ. Kinh tế của mình ổn.
Đây là mấy thằng dợ à? À mấy thằng à... Commander. At your command. Get the stakes up. At your command. Get the fortifications ready. Get the stakes up. Quá tuyệt vời, chúng ta bắt được cái thằng này. Có lẽ mình cần hai hạm đội lên khu vực biển đen này để giải để đảm bảo an ninh nữa. Cần hai hạm đội. Tuyệt vời. Cuối cùng thì thằng đệ của mình nó cũng quyết định đánh chiếm vào vùng của thằng này. Mình rồi chiến tranh với thằng ấy rồi. Galatatia đã quyết định oanh thằng đệ mình. Galatia, mày chết. Chiến tranh với cả một liên minh này cụ ạ. Cái đảo này coi như mày mất luôn. Có lẽ mình sẽ yểm trợ cho thằng này chiếm. Mình còn một cái hạm đội trên này. Hạm đội trên này có nhiệm vụ bảo vệ cái quân đoàn trên đấy. Đâu rồi, mình còn một cái hạm đội nữa ở đây đúng không? Thành lập thêm một hạm đội nữa. Ở đây toàn quân đoàn, không hạm đội. Mẹ ai cặp Pachia. Pachia. Đó rồi. Có thể thành lập đến 7 hạm đội cơ mà nhỉ? Mình mới có 5. Còn rất nhiều luôn ấy. The spirits tell us that we should offer you gold. We do not argue with spirits. I offer the... Mình không chiến tranh thì bây giờ nó sẽ chiếm đất này của mình à? À, ông đệ mình rất tuyệt vời, rất nhanh luôn. Không để mình nhanh vãi. Thằng Pontus sao nào? Chắc là thân mình lắm à? Đấy. Đấy, ôi thằng này. Thằng này nó không ưa phe kia lắm à? Khó mà lấy lòng tất cả lắm. Nhưng mà mình nghĩ mình không lên theo bọn dợ. Mình lên theo bọn
Còn này chưa sửa được nhà cửa. Galatia. Rồi, có hạm đội này đóng ở đây bảo vệ ổn rồi. Mấy cái sự kiện chính trị này rất là lằng ngoằng. Kinh tế của mình này. It is an honor to patrolling. Cho nó chiếm nốt tỉnh này đi nhỉ. Để cho đệ chiếm tất lại. Mà căng rồi. Wipe them out. Quân nổi dậy này. Commander, make haste, men. Ready for orders. Look to the defenses. Toàn này nó sẽ nâng cấp có cái đội Crimea Archer. Đội công thủ mạnh nhất của nó. Mình cũng không tuyển được. Bao giờ nó tuyển mình mới tuyển được. Một lượt nữa mới tiếp tục mua thuyền được. Trời ơi. Vãi cả linh hồn thật. Chưa có một trận hải chiến nào nhỉ? Thèm một trận hải chiến quá. Thèm một trận hải chiến quá mà không được. Rồi, chiếm lốt tỉnh đấy đi. Anh đang không muốn dùng cái tỉnh này. Lãnh thổ anh rộng quá, đang chán rồi. Cảm ơn vì chú đã giúp. Rồi bây giờ cho đệ lên giải quyết. Cộng 50 thành. Cộng 50 thành. Mấy thằng đệ mình đâu nhỉ? Chứ thì kéo quân lên để xử lý thằng này đi. Thằng này kéo hết quân ra đây à? À, cũng sửa được nhà rồi đấy. Trận chiến đầu nào, ôi dồi, chưa kịp. Bây giờ mình sẽ chơi full hải quân này. Thật nhiều hải quân này. Có thể tối đa 7 hạm đội thì mình cứ cho nó full 7 hạm đội lên đã. Để cho các phe khác nó có hải quân thì nó đỡ nhiễu mình hơn. Thằng Rick này chẳng hạn. Trung thành có một. Thằng Pacia nữa. Cho mày phát triển một xíu.
hạm đội nữa. Cấp 9 rồi. Ổn định cái vùng này được xong thì mình sẽ, bây giờ mình sẽ không cần dùng những giải pháp quân sự nữa, mình chỉ đe dọa sử dụng vũ lực. Chính sách cây gậy và củ cà rốt để ép các phe phái khác nó phải chấp nhận thỏa thuận của mình thôi. Mình sẽ không còn khả năng cao là mình sẽ không đem quân đánh nhau. How swift and silent, a shadow among shadows. À, cho quân đến đấy để chiếm tỉnh đấy của anh à? Anh đệ của anh đâu rồi? Nó không có quân nữa đâu. We hunger for battle. Tấn công vào đây cho anh. Có khi mình còn muốn giảm mất lãnh thổ đi. Lãnh thổ thì rộng quá. Đâu rồi, đánh nhau đây. Anh yểm trợ cho như thế này mà chúng mày chả chịu đánh nhau gì cả. What do you wish of me? You can call me Nick. Chiếm tỉnh này của mình à? Chắc mình lên mình khử quân đoàn này của nó trước á. Phát triển hải quân. Ok. Vùng biển chết à? Tí nữa là dẹo. Mình đi vào vùng biển chết. It is an honor to serve. We cannot sail there. Công cái biển này đi cho anh, cái thanh này cho anh. Tham đội đây đây. Anh đây anh yểm trợ cho. Sao nó phải nhát thế nhỉ? Rồi này. Chả tí mang chi khí gì cả. Phải hổ báo lên chứ. Hổ báo lên xem nào. Anh nó thèm một trận hải chiến mà chúng mày mãi chả chịu hải chiến. Anh mà chiến, muốn chiến trên đất. Chiến từ lâu rồi. Ok, vẫn không dám đánh à?
It is an honor to serve. Assembling the fleet. Đây, ăn đi, anh đứng ở đây yểm trợ cho rồi, thằng nào vào đây. Ban công anh thành lập cái hạm đội của chúng mày không chịu đánh, phí của anh. Thằng này định ăn cái thành này của mình đấy. Định ăn cái thành này của mình. Ăn vào niềm tin này. Your service. Ăn đi. Hết cặp hai tỉnh này xong à? Tỉnh này xong. Kinh tế vẫn tăng trưởng tốt. Mặc dù phát triển quân hải quân mạnh như thế mà kinh tế vẫn tăng trưởng. Rồi. Mình phải đánh nhau với mấy thằng dợ để xem tình hình như thế nào. Thực sự là mình chưa được đánh nhau một trận nào với bọn dợ. Từ đầu đến giờ toàn đánh nhau với phe phương Đông. Chờ ngày được đánh nhau với mấy thằng dợ mà lâu quá. Thế thôi à? March. Ready for further orders. Cầm chân nó lại đó, không cho nó chạy nữa. Assistance. They will never know I was there. Spy gì mà cùi thế? No man can stop me. Spy gì mà cùi vãi chưởng? Không thằng nào dám đưa hải quân ra. Ra đi chứ nhở, mấy thằng này. Hải quân đông như thế này, hạm đội còn đông hơn cả các quân đoàn. Mà vẫn không dám đánh. Toàn tốt đưa quân lên à. Thanh niên này đưa quân ra đây à. Rồi chiếm đi cho anh. Phải thế. Chiếm lại luôn, đúng rồi. Mình đang muốn thằng này là phát triển thêm một chút nữa. Đúng rồi, tấn công vào đây cho anh. Mục tiêu tiếp theo. Đây à? Nó định chơi kiểu lắt léo à? Chơi kiểu lắt léo à? Ra đánh thành này à? Thành này nó đánh nó phải vây. Nó chưa ăn ngay được. Chiếm nốt cái vùng này cho anh. Xem thằng này mạnh chưa chứ. Chưa có nhà gì ghê gớm lắm. Lương thực đang giảm.
nhớ cái vùng này ạ. Vùng này để mình xây cái ruộng này ạ. Không mà có thể mình sẽ bị âm lương thực. Impossible. Impossible. Lần chiến trị rổ thịt khi chúng ta dùng tiền để giải quyết. À mày, mày chiến được đâu, không ăn được thì đừng có đú. Quân đoàn cấp 3. Nó đã sửa thành cái thành cái này cho được nhiều phút. Nó đã sửa thành cái công trình của nó rồi. Gớm thật. Ngoài thanh niên này đâu, chiến nốt đi. Xong anh sẽ yểm trợ cho mày đánh tiếp cái giải ra đây. Chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian. Phải có thêm một hạm đội nữa lên trên đấy mới ổn được. À, mình chỉ mua được gần này cái thuyền này thôi à? Hết rồi, bây giờ chỉ có thể mua một trong hai loại thuyền này. Hết tiền. Hết tiền. Một lượt vẫn kiếm được khá tiền. À đấy, mua được mà. Ồ. Chiến hạm của mình. Ồ, thế là vẫn chưa thằng nào dám ra đây đánh nó à? Hạm mình giống đây, mình không muốn chiến thêm bọn này. Cho thằng này chiếm nốt đây nhỉ. Mischief and mayhem. Quá nhanh được đã nào. À, vẫn đánh được à? Đánh tí xem nào. Thành của mình to mà. Nó công thành trận này nó cũng đau đầu đấy. Thành của mình không có công trình phòng thủ, không có quân. Hai đội cầm kiếm đầu kia là khá mạnh, còn lại thì cũng bình thường thôi. Còn lại cũng bình thường thôi. Tập trung ở đây à cu.
Ây da, xe thang sẽ thiết như đúng rồi. Stay alert! On watch! Band together! Mở cửa cho chúng nó vào. Pikemen, form phalanx. Nó không vào nó vẫn quyết công bằng xe thang à? Chuyến xem sao. Under attack. Xuống đây mà. Ready and waiting. Double time. Orders by law. À. Mấy thằng này nha, và đánh và rút nha. Ready
Đây rồi. Về đây đi em ơi. The enemy have captured the gates. Ít quân quá. Dụ chúng nó vào đã. Được. Trận này chắc chỉ có những người ảo tưởng sức mạnh mới nghĩ là thắng mà có thể thủ được trận này, đúng không? À, nó bắt đầu trèo vào, đông lắm. Nhờ. Đừng vội vàng, đừng vội vàng, đừng vội vàng. Hãy biết kiên nhẫn. The enemy have taken a tower. Hãy biết kiên nhẫn. We await your orders. Không kịp lùi sâu hơn một tí nữa. Chỗ này thì cũng chưa ổn lắm đâu. Được. General! Sao thủ phủ lại ở ngoài đấy nhỉ? Đây mới là cung thành chính của mình cơ mà. Sao thủ phủ ở đây nhỉ? The enemy have taken a tower. Này đi, tiến theo hướng này. Nó có ăn được thì nó cũng bị thương vong nặng nề. Nhưng mình sẽ cố gắng cầm chân nó càng lâu càng tốt đã. What are your orders? Cầm chân nó càng lâu càng tốt. Slingers! Mom!
quá, ghê thật. Ai chà. Thiệt hại càng nặng càng tốt. Nó mà không có một cái đội quân đoàn đi hướng này thì mình để giải quyết ngon rồi. Đừng bỏ chạy chứ. Pha lăng mà chạy là quân mình chạy luôn. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Đánh xong trận này nó cũng lát bét luôn rồi. Ủa nên đừng trụ được hay tí nào hay tí đấy đi. Đừng bỏ chạy sớm quá. Ôi trời xong. Pha lăng bỏ chạy chả còn cách nào nữa. Ôi nhưng mà đội lính xịn nhất của nó Galatia cứ nặng luôn. Đó nhất là bị một hướng tấn công hướng này mình không kịp rút về đây nhỉ. Hoặc là đấy mình cố sống cố chết mình rút về đây được không nhỉ. Ở đấy thì chắc là cũng ấy, hai đội lính mạnh nhất của nó đã bị thương nặng nề rồi. Đội hình pha lăng cũng giết được hơn 300 thằng. Tuyệt vời. Galatia tuyệt vời. Ôi còn không dám chiếm à? Cướp thôi à? Chắc quân bị tan tác rồi không dám chiếm à? Đấy, tăng một chuối. Nó đâu rồi? Nó chạy đi đằng nào rồi? How can I swift and silent a shadow? Đây là đất của mình mà, có thấy nó đâu. Không thấy nó đâu cả. Cướp à? Cướp xong đi đâu rồi? Rồi, qua lớp đợt này đã. Xong thì à, tính sau. Từ 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 từ. Lên đời đã, lên đời. Ô, hết lương thực. Hết lương thực đấy. Hao lốt đợt này xem thằng đệ kia nó đã kiểm soát được lốt cái tỉnh không. Ôi giời ơi. Chưa kiểm soát được à? Đi cắm cờ đây làm gì?
Quá nhỉ, quên nó đâu. Tướng nó chết thế này, như là nó bị hy sinh rồi sao? Đây à? Đúng rồi, quân đoàn này của nó đây. Nó chạy về đây rồi. Sợ quá chạy về đây rồi. Stopping to rest a while. Rồi. Chỉ còn chờ ngày chiến tranh với cái thằng này nữa này là xong nhiệm vụ. Đang muốn cho thằng này nó phát triển lên tí rồi, mãi chưa phát triển được. Còn tốt, còn tốt bắt đầu có quân rồi. Bây giờ mình tuyên chiến với thằng này phát là tuyệt vời luôn. Liên minh, liên quân Hy Lạp nó sẽ đánh chiếm luôn. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.